Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Theo đúng luật chơi, Tô Chủ tịch phải tự hoạn, đầu như bò đá nhưng phải câm họng. Sáng 22 tháng 5, Quốc hội đã cho bầu chức danh Chủ tịch nước với ứng viên duy nhất là ông Tô Lâm. Sau đó, Quốc hội tiếp tục lấy phiếu bãi nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm. Như vậy là khi Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng thì ông Tô Lâm đã là Chủ tịch nước. Quy trình bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm được thực hiện đúng trình tự theo các bước. Đầu tiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội miễn nhiệm. Tiếp theo, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm. Cuối cùng là Chủ tịch nước ký quyết định miễn nhiệm dựa trên nghị quyết của Quốc hội. Hình ảnh Thủ tướng trình Quốc hội bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an. Như vậy, tại bước cuối cùng sẽ là tình huống Chủ tịch nước Tô Lâm lại ký quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây được xem là hành động tự hoạn của ông tân chủ tịch nước. Đối với ông Tô Lâm, Bộ Công an như là gia tài của riêng ông, do ông đã tốn biết bao công sức để đánh đồng dẹp Tây nên mới thiết lập được một bộ máy như ý. Nhưng giờ đây, cả Bộ Chính trị và Trung ương Đảng hùa nhau ép ông phải ký quyết định bãi nhiệm chính mình, trong khi không cho phép đệ tử của ông kế thừa. Quả thật, không có nỗi đau nào lại cay đắng bằng nỗi đau này. Việc ông Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội bãi nhiệm Bộ trưởng Tô Lâm là cả việc Quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Bộ trưởng đều được báo chí đăng tải rầm rộ. Tuy nhiên, việc ông Tô Lâm ký bãi nhiệm chính mình thì không thấy tờ báo nào đưa tin. Có lẽ có sự chỉ đạo từ Trung ương đối với báo chí, chứ không thể có chuyện tự nhiên mà đồng loạt các báo đều lờ đi bước thứ ba này. Về lý, nếu Chủ tịch nước không ký vào quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng, thì ông Tô Lâm vẫn là Bộ trưởng. Không rõ Bộ Chính trị và Ban lãnh đạo Việt Nam sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Bàn cờ chính trị đang đi đến hồi tàn cuộc đối với Tô Lâm. Từng là một vị tướng công an tung hoành ngang dọc, từng thẳng tay đốn hạ rất nhiều củi gộc khiến cho bao nhiêu đồng chí phải kinh hồn bạt vía. Vậy mà giờ đây Tô Lâm như đại bàng gãy cánh, bị đưa vào thế phải tự phế đi chức vụ đầy quyền lực của mình. Đây có lẽ là nỗi nhục, cũng là nỗi đau thấu tâm can của ông tân chủ tịch nước. Từ vị trí của kẻ thao túng cuộc chơi, giờ đây ông lại như con cá nằm trên thớt, phải phập phồng lo sợ không biết kẻ thù bao giờ sẽ ra tay. Từng nghênh ngang đòi phải cho đệ tử ruột của mình vào bộ chính trị, đồng thời kế nhiệm mình ở vị trí bộ công an, khiến cho thượng tầng chính trị khủng hoảng nhân sự tứ trụ đến gần 2 tháng. Giờ đây Tô Lâm không còn ở vị trí ra giá nữa mà trở thành kẻ phải chấp nhận sự áp đặt của người khác. Hình ảnh sau khi Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, phải chăng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phải ký quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Tô Lâm? Trước đây Tô Lâm đã ngăn cản không cho Phan Đình Trạc nhảy vào Bộ Công an nên có lẽ giờ đây người mà ông phải ngán ngại nhất chính là Phan Đình Trạc. Nếu ông Trạc nắm Bộ Công an thì ắt hẳn ông Trạc sẽ không để yên cho đàn em mà Tô Lâm đã tốn rất nhiều năm để xây dựng nên. Bởi chính Tô Lâm khi đốn hạ Vương Đình Huệ đã đạp đổ mâm cỗ của nhóm Nghệ An. Do đó ngược lại, nếu nhóm Nghệ An làm chủ Bộ Công an thì Tô Lâm và các đệ tử gốc Hưng Yên sẽ khốn đốn. Ngồi ghế chủ tịch nước theo lý thuyết là sẽ có thể được hưởng suất đặc biệt để tiếp tục sự nghiệp chính trị dù đã quá tuổi 65. Tuy nhiên, liệu Tô Lâm có thể ở tại vị trên chiếc ghế chủ tịch nước đến hết nhiệm kỳ hay không lại là thách thức không nhỏ. Ngoài nỗi ám ảnh về tâm linh đối với chiếc ghế chủ tịch nước, thì tình thế của Tô Lâm hiện nay không mấy khả quan. Vì vậy, khả năng ông không thể đi hết nhiệm kỳ cũng không phải là thấp. Ngồi chiếc ghế không có quyền lực, xung quanh lại có quá nhiều kẻ thù, thì rất dễ bị gãy ghế. Kẻ phản loạn và nhà cách mạng chỉ khác nhau ở kết quả. Người Việt có câu thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu tầm của Tô Lâm không đủ để làm vua thì tất nhiên sẽ trở thành giặc. Mà nếu bị các đồng chí xem là giặc thì tương lai của Tô Lâm tối như đêm 30. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin. Theo đúng luật chơi, Tô Chủ tịch phải tự hoạn, đầu như bò đá nhưng phải câm họng. Đừng ngộ nhận rằng đất nước đang đứng trước bước ngoặt vì cuộc chiến cung đình. Ngày 23 tháng 5, blog Trần Đông A trên VOA tiếng Việt bình: Sau tuyên thệ của Tô Lâm, cuộc chiến cung đình có đảo chiều. Tác giả nhắc lại sự thiếu vắng của Tổng Trọng tại lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước của Tô Lâm, mà vốn là theo thông lệ ông phải có mặt để chúc mừng. Tình nội chính của Việt Nam những ngày này xoay như chong chóng do việc các bên vẫn chưa thể thống nhất được
chọn ra ai để ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay cho Đại tướng Tô Lâm. Hình ảnh bài bình luận trên blog Trần Đông A VOA. Tác giả bình luận: theo tấm hình Tô Đại tướng mà tất cả các báo chí nước ngoài chuyển tải trưa 22 tháng 5, chưa thấy nguyên thủ quốc gia nào nhậm chức mà thiểu não đến như vậy. Sáng 22 tháng 5, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền, tức là Bộ Chính trị, kiện toàn chức danh Bộ trưởng Công an. Theo tác giả, ở đây mới thấy hết tài thao lược của Tổng Trọng khi Bộ Chính trị đã trám được 4 trên 6 ghế trống, lại hầu hết là người bên đảng, đủ để thay đổi tương quan lực lượng, nên đã thuyết phục được Tô Lâm buông ghế Bộ trưởng Công an. Tuy nhiên, dù đã bổ sung nhưng vẫn còn hai ghế trống trong Bộ Chính trị, tác giả nhận xét, đằng sau câu chuyện này có thể hé lộ mấy điều sau đây. Thứ nhất, phơi bày một sự thật là Hội nghị Trung ương chính đã vỡ trận vì cả Bộ Chính trị và Trung ương chính đều phải giằng co căng thẳng về vấn đề nhân sự cấp cao. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhận chức với bộ dạng ảo não. Thứ hai, hệ lụy của việc để trống hai vị trí trong Bộ Chính trị sẽ kéo dài cuộc đấu đá giữa các lãnh đạo chủ chốt chưa biết đến bao lâu. Thứ ba, không trám đủ chỗ trống còn liên quan đến việc tái phân công, phân nhiệm phạm vi công tác của 4 tân ủy viên Bộ Chính trị và lại một cuộc sáo bài mới sẽ tiếp diễn. Vẫn theo tác giả, lễ tuyên thệ nhậm chức của Tô Lâm và Trần Thanh Mẫn cũng lại gây nên nhiều dư âm trong dân. Người dân giễu nhại, thề cá trê chui ống bởi vì tất cả đều thề trước dân nhưng dân không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra. Tác giả dẫn lại nhận định của tiến sĩ Bill Hayton viết trên trang web của Chatham House, Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh Quốc, trước khi ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước, rằng Việt Nam sẽ ngày càng tô đậm thêm ấn tượng về một nhà nước công an trị bởi tứ trụ thì có đến hai người đi lên từ công an là Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Bộ Chính trị có đến 5 người xuất thân từ công an, 3 người xuất thân từ quân đội chiếm tới 50%. Hình ảnh cáo già Tổng Trọng. Tác giả mỉa mai với một thể chế mà đội ngũ tinh hoa gồm những thành phần ưu việt như trên thì không có gì lạ là chỉ riêng những ngày qua khối ngoại đã bán ròng hơn 5.000 tỷ Việt Nam đồng. Nếu tính từ đầu năm đến nay, nhóm này đã bán ròng 25.000 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với gần 1 tỷ USD, vượt cả giá trị bán ròng trong suốt cả năm 2023. Bên cạnh việc vốn ngoại ồ ạt rút khỏi sàn chứng khoán, Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ USD viện trợ nước ngoài trong 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ USD nữa do tình trạng tê liệt bộ máy hành chính. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hôm 20 tháng 5 đã thừa nhận nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Tác giả đánh giá với những thách thức kể trên, thể chế lạc lõng của Việt Nam vẫn chưa đến điểm tới hạn. Mặc dù có nhiều dự báo bi quan, nhưng với một thể chế lấy thành tích bạo lực và đàn áp dân làm tiêu chí duy nhất để ổn định xã hội, thể chế đó vẫn còn không gian tồn tại trong một thời gian dài. Đừng thấy lãnh đạo giành nhau trên thượng tầng mà ngộ nhận rằng đất nước đang đứng trước bước ngoặt. Các cuộc tiến hóa không từ trên trời rơi xuống, nó phải từ người dân đi lên. Chừng nào người dân còn thái độ cam chịu thì không có lý do gì để hy vọng vào bước ngoặt hay sự chuyển đổi hệ thống một cách ngoạn mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Đừng ngộ nhận rằng đất nước đang đứng trước bước ngoặt vì cuộc chiến cung đình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.